Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bóng Đá Today. Đừng quên ấn like và ấn chuông để cập nhật những thông báo mới nhất của Bóng Đá Today hàng ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, những thông tin mới nhất về bóng đá trong ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Rashford đá chính, Man United đại náo London, MU cực De Gea lấy Oblak, Icardi rời Paris Saint-Germain, lật kèo Pogba, MU mang sát thủ về Old Trafford, Man City thua, MU sống lại hy vọng vô địch. Tottenham cần điểm để có vé dự Champions League mùa tới, nhưng MU sẽ là thử thách không hề dễ dàng khi họ đang đá cực bay trên sân khách. Tham vọng đua top 4 của Tottenham cuối tuần trước vừa bị giáng một đòn mạnh khi họ để cho Newcastle cầm hòa 2 đều phút chót. Cơ hội vẫn rộng mở với thầy trò Jose Mourinho nếu họ thi đấu tốt giai đoạn cuối. 4 trên 6 vòng đấu gần nhất Spurs ca khúc khải hoàn, thế nhưng không đối thủ nào trong số này nằm trong top 8 ngoài hạng Anh. Hàng phòng ngự vẫn là yếu huyệt của Tottenham khi mà Davinson Sanchez thường xuyên mắc lỗi, Rondon còn quá non trẻ, còn Alderweireld không được Mourinho tin dùng. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng của người đặc biệt thua cả 6 trận gần nhất gặp những câu lạc bộ trong nhóm đầu. Hôm nay, Spurs sẽ đụng độ phải Man United, đội bóng có thành tích rất ấn tượng trên sân khách. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer vừa giành chiến thắng 2-0 quan trọng trên sân của Granada. 15 chuyến làm khách gần nhất trên các mặt trận, Quỷ Đỏ thất bại duy nhất một lần. Riêng ngoại hạng Anh, MU bất khả chiến bại kể từ đầu năm 2020 mỗi khi xa nhà. Rõ ràng lối đá phản công đầy lợi hại mang đến hiệu quả cao cho Quỷ Đỏ trong những chuyến làm khách. Trên phương diện đối đầu, lần đụng độ gần nhất, MU thảm bại 1-6 trước Tottenham ở Old Trafford. Đó là trận cầu thảm họa của Martial và các đồng đội, dù là những người dẫn bàn trước. Kể từ đó cho đến nay, hàng thủ của Quỷ Đỏ đã cải thiện đáng kể. Harry Maguire thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh, trở thành chỗ dựa vững chãi cho các đồng đội. Luke Shaw và Rashford được dưỡng sức sớm ở trận Granada sẽ đá chính từ đầu. Solskjaer quyết tâm đòi lại món nợ lượt đi, hòng bịt miệng Jose Mourinho khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa có phát biểu gây hấn trước trận. Chạm trán các ông lớn Man City, Chelsea, Arsenal hay Liverpool, MU đều giữ sạch mảnh lưới. Đó là cơ sở để Quỷ Đỏ tự tin hành quân đến London lấy trọn 3 điểm. Các bạn có dự đoán gì về tỷ số của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! MU sẵn sàng cược De Gea để lấy Jan Oblak. Solskjaer có vẻ đang hướng đến Dean Henderson là sự lựa chọn tương lai của MU và David De Gea vốn là số 1 trong gần một thập kỷ qua ở Old Trafford sẽ không chấp nhận ở lại để xuống vai dự bị. MU được cho là sẵn sàng bán David De Gea vào hè này. Tuy nhiên, theo báo chí, Solskjaer và MU vẫn chưa thực sự yên tâm về Dean Henderson. Vì thế, kế hoạch của Quỷ Đỏ là sẵn sàng cược David De Gea cộng thêm tiền mặt cho Atletico Madrid để sở hữu Jan Oblak. Theo Transfermarkt, thỏa thuận của Oblak với Atletico Madrid chỉ còn 2 năm nữa nên đại diện La Liga có thể gật đầu với MU. Không chỉ vậy, Oblak được cho là mở cửa chuyển đến ngoài hạng Anh. Oblak có điều khoản mua đứt là 103 triệu bảng trong hợp đồng với Atletico. MU định giá David De Gea 50 triệu bảng, trồng thêm tiền mặt. Mauro Icardi sắp rời Paris Saint-Germain. Mauro Icardi đã trải qua mùa giải thứ 2 tại Paris Saint-Germain, nhưng bởi chấn thương khiến anh chỉ có 15 lần ra sân ở Ligue 1 cho đến nay. Trong khi đó, Moise Kean đến từ Everton theo dạng cho mượn đã gây ấn tượng mạnh trong lúc Icardi vắng mặt. Ngoài ra, cầu thủ 19 tuổi Kali Muendo cũng thể hiện tốt khi được cho Lens mượn. Do vậy, Icardi được cho đã đang tìm kiếm một bến đỗ mới rời khỏi Paris Saint-Germain trong lúc câu lạc bộ cũng để ngỏ bán anh vào mùa hè này. Man United đã sớm có kế hoạch dành cho Paul Pogba trong mùa hè năm nay. Tương lai của Paul Pogba tại Man United đến thời điểm này vẫn còn là một dấu hỏi, bất chấp hồi sinh và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, tiền vệ người Pháp vẫn có khả năng chia tay đội bóng. Đại diện Mino Raiola từng gây xôn xao khi tuyên bố sự nghiệp của Pogba ở Old Trafford đã khép lại. Gần nhất, nhà báo Di Mario xác nhận Pogba không còn muốn gia hạn hợp đồng với Man United. Nếu có thể lựa chọn, Pogba sẽ đến Juve vì cầu thủ này có mối quan hệ chặt chẽ với câu lạc bộ của Ý. Theo đó, sẽ không có hợp đồng mới nào được thỏa thuận giữa Man United và Pogba. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn kiên quyết giữ chân Pogba và động thái mới nhất từ phía MU đã chứng minh điều này. Cụ thể, tờ Express khẳng định Man United quyết chiêu mộ Paulo Dybala trong mùa hè năm nay để hình thành nên cặp tấn công ăn ý cho đội bóng. Thực tế, Dybala cũng muốn tái hợp với Pogba khi cả hai từng thi đấu rất thành công tại Juve. Đáng chú ý, hợp đồng của Dybala với Juve chỉ còn hơn một năm là đáo hạn. Vì thế, trong trường hợp Dybala có ý định ra đi, Juve buộc phải bán đứt nếu không muốn mất trắng trong tương lai gần. Man City đã có thất bại gây sốc trước Leeds United ngay trên sân nhà. Điều này sẽ khiến giải ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn ở những vòng đấu sắp tới.
Man City đã gặp quá nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và phòng ngự kín kẽ của Leeds United. Dù được chơi trên sân nhà và với tâm lý hoàn toàn thoải mái, nhưng thầy trò Pep Guardiola đã để đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Tấm thẻ đỏ mà đội trưởng của Leeds United Cooper phải nhận ở những phút cuối hiệp 1 tưởng như sẽ giúp Man Xanh dễ đá hơn trong hiệp 2. Thế nhưng lối chơi phòng ngự phản công mà huấn luyện viên Bielsa xây dựng cho Leeds United đã khiến Man City phải ôm hận dù đã có bàn gỡ khi trận đấu chỉ còn 15 phút cuối. Bàn thắng thứ hai của người hùng Dallas không chỉ giúp Leeds United mang về trọn vẹn 3 điểm mà còn khiến cho cuộc đua vô địch năm nay bỗng trở nên khó lường hơn đôi chút. Tất nhiên, nửa xanh thành Manchester vẫn khá an toàn với 14 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Man United. Dẫu vậy, Quỷ Đỏ vẫn còn 2 trận đá ít hơn và nếu giành trọn 6 điểm tối đa, thầy trò Solskjaer sẽ rút ngắn cách biệt với hàng xóm xuống chỉ còn 8 điểm. Khi trước mắt Man Xanh vẫn còn 6 trận đấu nữa, họ cần phải hết sức tập trung nếu không muốn một kịch bản sốc xảy ra. Trong khi đó, MU sẽ phải làm tất cả để níu giữ chút hy vọng le lói bởi đây là mùa giải họ chỉ còn 2 đấu trường đang tham dự, đó là Ngoại hạng Anh và Europa League. Trong khi đó, ở 2 trận đấu còn lại trong ngày, Liverpool đã giành chiến thắng ngược với tỷ số nhọc nhằn 2-1 trước Aston Villa trong thế bị dẫn bàn. Họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, thủng lưới trước ở cuối hiệp 1 và ngay sau đó thậm chí bị VAR khước từ một bàn thắng. Nhưng các pha lập công của Mohamed Salah và Alexander Arnold trong hiệp 2 đã đưa Liverpool tạm vươn lên thứ tư. Liverpool chỉ đứng đó được hơn 2 tiếng bởi sau đó Chelsea đã thắng đậm Crystal Palace với 4 tỷ số 4-1 trong một trận đấu mà họ hoàn toàn áp đảo và đã ghi 3 bàn chỉ sau 30 phút đầu. Chelsea giờ tạm vươn lên vị trí thứ tư với 54 điểm, hơn Liverpool và West Ham 2 điểm, nhưng West Ham còn trận đấu gặp đội xếp thứ 3 là Leicester City trong buổi tối ngày Chủ nhật. Chelsea hiện đang có những động thái nhòm ngó đến Koundé sau khi Sevin phát ra thông điệp về tương lai của trung vệ này. Đây sẽ là cuộc đại chiến thú vị giữa Chelsea và kình địch Man United trong việc giành được sự phục vụ của Koundé trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Một trong những mục tiêu được huấn luyện viên Thomas Tuchel ưu tiên trong phiên chợ hè tới đây là để đưa về Chelsea một trung vệ đẳng cấp. Qua đây, ông thầy Tuchel sẽ có phương án dự phòng thay thế lâu dài cho trung vệ kỳ cựu Thiago Silva. Trên thực tế, The Blues trước đó đã đưa Dayot Upamecano hay Konate vào tầm ngắm. Tuy nhiên, trong khi Chelsea còn chưa kịp phản ứng thì lần lượt Bayern Munich và Liverpool đã nhanh chân, nhanh tay, nâng mất bộ đôi của Leipzig. Bởi vậy, Chelsea đang rất muốn đưa về sân Stamford Bridge trung vệ người Pháp vào mùa hè này. Cựu trung vệ của Bordeaux là một phần quan trọng trong đội hình của Sevin vô địch Europa League mùa trước. Còn mùa giải năm nay, Koundé tiếp tục khẳng định chỗ đứng của mình tại Sevin. Theo thống kê, trung vệ này với lối chơi thông minh cùng với khả năng đọc tình huống rất tốt đã thi đấu 25 trận tại La Liga mùa này. Cá nhân Koundé đóng góp công sức đáng kể vào việc giúp Sevin đang án ngữ vị trí thứ tư hiện nay. Cần biết thêm, Sevin hiện là đội bóng có hàng thủ để thủng lưới ít thứ hai trong số các đội tham dự La Liga mùa giải năm nay, thủng lưới 21 bàn sau 21 vòng đấu. Không chỉ có Chelsea mà Man United trước đó cũng đã giáo diết theo đuổi Koundé. Với việc cả Victor Lindelof lẫn Eric Bailly chưa đem lại cảm giác thực sự an tâm, Koundé đang được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo cho Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng thành Manchester. Trước đó, từng có tin cho rằng Man United dự định sẽ chồng lên bàn đàm phán 55 triệu euro với hy vọng có được chữ ký của Koundé. Chừng đó đủ thấy Chelsea sẽ phải quyết đấu với Man United vì cầu thủ này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn chú ý lắng nghe, theo dõi bản tin mới nhất về bóng đá của Bóng Đá Today. Và hãy nhớ like, share video này để nhiều người hơn nữa có thể cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!